Kính thưa quý vị, cho bản tin mới nhất về tình hình an ninh chính trị 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau. Bác sĩ hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh vạch trần sơ hở của Tịnh Thất Bồng Lai trong việc che giấu danh tính của trẻ mồ côi. Giang Kim Cúc khẳng định chưa giải ngân 1.000 nào cho cộng sự thân thiết vừa bị bắt. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gây thiệt hại 50,6 tỷ bị đề nghị truy tố. Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang có dấu hiệu phạm tội trong vụ buôn bán thuốc giả VN Pharma. Bắt thêm 6 bị can liên quan vụ anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh. Sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Bác sĩ hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh vạch trần sơ hở của Tịnh Thất Bồng Lai trong việc che giấu danh tính của trẻ mồ côi. Sự việc lùm xùm xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai hay còn có tên gọi khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ khiến cho dư luận không ngừng quan tâm nhiều ngày qua. Đáng chú ý, những chú tiểu tại cơ sở này được xác định không phải là trẻ mồ côi. Thế nhưng giả sư Hoàn Nguyên cho biết, tôi xin trả lời hộ các sư cô rằng các cô là mẹ của các bé là đúng. Tuy nhiên họ chỉ là mẹ của các bé trên mặt giấy tờ mà thôi. Bất kỳ đứa nhỏ nào cũng cần phải làm căn cước công dân sau này, rồi giấy tờ cho đi học nữa. Vì vậy, việc có mẹ đứng tên trên giấy khai sinh là điều hoàn toàn bình thường. Vừa qua khi những lùm xùm xảy ra, các sư cô cũng không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều. Bởi khi họ xác định đã đi tu thì không quan trọng điều tiếng xã hội nữa, chỉ mong các đứa trẻ sống tốt, được nuôi dạy đàng hoàng là được rồi. Sau đó Hoàn Nguyên đã cung cấp hình ảnh chứng minh rằng những người tại Tịnh Thất Bồng Lai đã nhận những đứa trẻ về nuôi. Tuy nhiên khi được đề nghị cung cấp thông tin, địa điểm, năm nhận nuôi của những đứa trẻ này, sư thầy đã từ chối vì lý do bảo mật danh tính. Trước đó vị tu sĩ cũng từng một lần lên tiếng phủ nhận việc các chú tiểu có quan hệ huyết thống với các sư cô trong Tịnh Thất. Nhân Nguyên từng tiết lộ mỗi tháng họ phải chi một khoản tiền khá lớn cho việc thiện nguyện. Theo giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Lợi, nguyên chủ nhiệm bộ môn sản Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Nhung, nguyên giám đốc bệnh viện phụ sản Hùng Vương, trên giấy chứng sinh bệnh viện chỉ được phép ghi họ tên của người đã sinh ra em bé, tức là mẹ ruột, chứ không bao giờ ghi họ tên mẹ nuôi. Những người làm việc chuyên môn cho rằng phát ngôn trên của sư thầy giả danh Nhất Nguyên là lý sự cùn, chỉ có thể lừa được những người không am hiểu về pháp luật. Mỗi một em bé sinh ra trên đời tức là một sự kiện quan trọng, một công dân mới ra đời được pháp luật bảo vệ. Chính vì vậy, nhà nước quy định rất chặt chẽ quy trình thủ tục cấp các giấy tờ chứng thực sự ra đời của một công dân mới. Theo thông tư số 17/2012 của Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh, thì trong giấy chứng sinh, pháp luật quy định bắt buộc phải ghi rất đầy đủ chi tiết về em bé được sinh ra, như thông tin về người mẹ, thông tin về thời gian và địa điểm em bé sinh ra, các thông tin liên quan đến em bé như giới tính, cân nặng, sức khỏe, tên tạm thời, thậm chí là cả họ tên người đỡ đẻ, cùng chữ ký của họ, và cuối cùng là họ tên chữ ký của người đứng đầu cơ sở y tế, nơi công dân mới chào đời. Nếu đứa bé được sinh ra ngoài cơ sở y tế, tức đứa bé bị bỏ rơi hoặc sinh tại nhà, thì việc cấp giấy chứng sinh cùng giấy khai sinh còn có những quy định đặc biệt và chặt chẽ hơn nữa. Ba bé thi thách thức danh hài mà ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây nói trong phóng sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An đều được sinh ra tại cơ sở y tế của nhà nước. Chính vì vậy, không cần xét nghiệm ADN, chỉ cần nhìn vào giấy chứng sinh là người ta có thể nắm được toàn bộ thông tin về em bé đó, đặc biệt là thông tin về mẹ ruột của em bé là ai. Trước đó, thông tin các em bé đều có mẹ mà không rõ cha là ai, còn lại trong Tịnh Thất Bồng Lai còn có một số trẻ em nữa, nhưng đăng ký khai sinh ở địa phương khác. Giang Kim Cúc khẳng định chưa giải ngân 1.000 nào cho cộng sự thân thiết vừa bị bắt. Thưa quý vị, thông tin Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bắt tạm giam Đặng Văn Truyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phước Điền đã khiến nhiều người quan tâm. Nguyên nhân bởi đây là cái tên từng rất nổi tiếng trong nhóm Mai Táng Không Đồng. Nhiều người nhận ra Giang Kim Cúc, trưởng nhóm Mai Táng Không Đồng, từng viết lời tri ân cho người cộng sự thân thiết tên Đặng Văn Truyền. Cụ thể, trong thông báo tổng kết tổng thu và giải ngân dự án từ ngày 21 tháng 7 đến 30 tháng 9, nhóm này đã công khai tên của các cộng sự. Trong đó, Giang Thị Kim Cúc là người sáng lập và Đặng Văn Truyền là người điều hành. Liên hệ để hỏi về mối quan hệ với người cộng sự Đặng Văn Truyền, Giang Kim Cúc cho biết đến tận bây giờ vẫn giữ những sự tôn trọng cho đóng góp của anh đối với nhóm Mai Táng Không Đồng. Giang Kim Cúc cho biết thêm, anh chưa bao giờ đòi hỏi, chỉ biết làm việc. Có những ngày đông không có chỗ còn ngủ ngoài xe, xuống tận 6 ký, nên cả Cúc và các cộng sự đều dành cho anh những sự trân trọng. Giang Kim Cúc cho biết thêm, đầu tháng 8, cô đã gặp Truyền tại Bình Phước khi đang lái xe cứu thương Không Đồng. Vì ông Truyền cũng biết lái xe, nên cả hai đã hợp tác chạy xe về Lộc Ninh, Bình Phước, về thành phố Hồ Chí Minh
để cứu trợ người dân. Giang Kim Cúc chân tình. Ở thời điểm đó, Cúc chỉ biết ảnh là chủ quán cà phê và hành nghề bất động sản, còn gia đình thì hoàn toàn không biết gì. Tại nhóm Mai Táng Không Đồng, ông Truyền đảm nhận vai trò điều phối xe và trực hotline, đồng thời ông lấy tên là Minh Chiêu chứ không phải là Truyền như các thông tin đang được điều tra. Sau thời gian vận hành nhóm Mai Táng Không Đồng, đến ngày 30 tháng 9, ông Truyền đã chính thức kết thúc công việc tại nhóm. Trưởng nhóm Mai Táng Không Đồng khẳng định: "Tôi chắc chắn 100% chưa hề chuyển 1.000 đồng giải ngân nào cho Truyền. 13 số tài khoản còn lại của các thành viên cũng không có số tài khoản nào của anh. Vì vậy chuyện tiền bạc anh Truyền và Cúc không hề dính dáng gì." Về vụ án đang bị điều tra, Giang Kim Cúc lý giải không hề liên quan gì đến bản thân mình. Anh đang bị điều tra vụ án kinh tế bất động sản ở Bình Dương, nhưng Cúc quen ảnh ở Bình Phước nên là hoàn toàn không biết. Hôm nay bạn và vợ của anh Truyền cũng gọi cho Cúc nói vụ án này đã từ năm 2016, nên làm ơn mọi người đọc cái tin và phân tích giúp cho mình. Trước đó vào ngày 8 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam với Đặng Văn Truyền, giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền, đóng tại khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần. Đặng Văn Truyền sinh năm 1983, quê ở Đắk Lắk, trú tại khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gây thiệt hại 50,6 tỷ, bị đề nghị truy tố. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã vừa hoàn tất kết luận bổ sung đề nghị truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ án xảy ra ở VN Pharma. Cùng với tội này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó Cục trưởng Quản lý Dược của Bộ Y tế, Lê Đình Thanh, cựu cán bộ Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, còn Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma và 8 bị can khác bị đề nghị truy tố tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Hai bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu phó phòng của Cục Quản lý Dược, Phạm Hồng Châu, cựu trưởng phòng của đơn vị này, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hôm 4 tháng 11 vừa qua, ông Trương Quốc Cường bị Bộ Công an khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt tối đa tới 12 năm tù. Kết quả điều tra cho thấy ông Cường làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược giai đoạn 2007-2016 là người chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của Cục này, trong đó có nhiệm vụ trình lãnh đạo Bộ Y tế các quyết định liên quan đến việc cấp phép đăng ký thuốc. Quá trình làm việc, ông Cường có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt cũng như cấp số đăng ký với 7 loại thuốc giả gắn mác Health 2000 Canada, thiếu giám sát kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc. Sau khi 7 loại thuốc trên được nhập khẩu vào Việt Nam, Nguyễn Minh Hùng và các bị can trong vụ án đã tiêu thụ được lô thuốc giả có tổng trị giá trên 151 tỷ đồng. Ông Cường nhận được thông tin phản ánh thuốc Health 2000 Canada nhập nhằng về nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, bị can đã không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi để tiêu hủy đối với 7 loại thuốc. Cơ quan tố tụng xác định, sai phạm của ông Trương Quốc Cường khiến nhiều bệnh nhân ở các cơ sở y tế phải sử dụng thuốc giả, gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng. Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang có dấu hiệu phạm tội trong vụ buôn bán thuốc giả VN Pharma. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ buôn bán thuốc giả VN Pharma giai đoạn 2. Động thái này được đưa ra sau khi khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vào ngày 4 tháng 11. Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố tổng cộng 14 bị can, trong đó bị can Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma, Võ Mạnh Cường, cựu giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế HNC, Phạm Anh Kiệt, Nguyễn Chí Nhật, Ngô Anh Quốc, Phan Cẩm Loan, Lê Thị Vũ Phương, Phạm Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Quyết bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Ông Trương Quốc Cường cùng với Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và Lê Đình Thanh, công chức Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Phó trưởng phòng quản lý giá thuốc Cục Quản lý Dược, Phạm Hồng Châu, cục trưởng phòng đăng ký thuốc Cục Quản lý Dược, bị đề nghị về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng chú ý trong vụ án này, kết luận điều tra bổ sung xác định cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo những kết luận điều tra, hồ sơ hai thuốc H2K Levofloxacin, H2K Ciprofloxacin tồn tại hai bản giấy chứng nhận lưu hành tự do, viết tắt FSC, và giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt thuốc, viết tắt là GMP, photocopy công chứng được đưa vào trái quy định.
Vì vậy, hồ sơ thuốc này không đủ điều kiện để được xét duyệt, cấp số đăng ký theo quy định và thông tư của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc. Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy đã tự ý thẩm định lại hồ sơ theo các giấy FSC, GMP công chứng trên, đề xuất cấp số đăng ký không đúng quy định, trong khi tiểu ban pháp chế đã thẩm định đánh giá hồ sơ đăng ký không đạt yêu cầu. Theo những kết luận điều tra, quá trình xét duyệt, ông Quang đã thiếu trách nhiệm khi xem biên bản thẩm định, không yêu cầu chuyên gia thẩm định. Thành viên hội đồng xét duyệt có trách nhiệm liên quan là ông Nguyễn Việt Hùng, bà Phạm Hồng Châu và ông Lê Viết Hùng, làm rõ mâu thuẫn trong ý kiến nhận xét của tiểu ban pháp chế, không yêu cầu nghiên cứu xem xét lại hồ sơ khi biên bản thẩm định có dấu hiệu tẩy xóa thay đổi ý kiến. Đồng thời, biên bản thẩm định hai thuốc trên không được gửi đến các thành viên hội đồng xét duyệt trước 5 ngày theo quy định tại quy chế 1753. Nhưng ông Quang vẫn đồng ý đưa ra họp hội đồng xét duyệt và cấp định cấp số đăng ký cho hai thuốc này. Theo cơ quan an ninh điều tra, việc ông Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt quyết định cấp số đăng ký hai thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin mang nhãn mác Health 2000 dẫn đến hậu quả hai thuốc này được VN Pharma sử dụng số đăng ký nhập khẩu thuốc vào Việt Nam gây thiệt hại số tiền 50,6 tỷ đồng. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang có trách nhiệm trong việc ban hành các quy trình, quy chế về việc thẩm định cấp số đăng ký thuốc giai đoạn 2005-2010. Ngoài ra, việc ông Cao Minh Quang ký công văn về việc hướng dẫn nộp các giấy phép, giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký thuốc nước ngoài, quy định các giấy phép FSC và GMP trong hồ sơ đăng ký thuốc không phải hợp pháp hóa lãnh sự, có dấu hiệu vi phạm quy định tại pháp lệnh lãnh sự năm 1990 và thông tư 01/1999 của Bộ Ngoại giao. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã lấy lời khai những người có liên quan, đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Y tế làm rõ, thế nhưng đến nay thì chưa có kết quả. Khi có kết quả trả lời, cơ quan công an sẽ chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xem xét và xử lý theo quy định. Bắt thêm 6 bị can liên quan vụ anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh. Ngày 12 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, vào ngày 8 tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ, theo quy định tại Điều 305 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với 4 bị can, gồm Đỗ Văn Vĩnh sinh ngày 4 tháng 5 năm 1978, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, xóm Thái Hà, xã Nam Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nghề nghiệp lao động tự do. Lương Văn Tiến sinh ngày 6 tháng 11 năm 1986, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, xóm Khuân 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Nguyễn Văn Thủy sinh ngày 12 tháng 10 năm 1969, tổ dân phố Lâm Thọ, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định, nghề nghiệp thủ kho Công ty Cổ phần Yên Phước. Ngụy Quang Thuyên là Ngụy Phúc Mẩm, sinh ngày 4 tháng 5 năm 1968, tại phố Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, nghề nghiệp trợ lý tổng giám đốc, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Yên Phước. Cùng ngày 8 tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 227 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với 3 bị cáo Đàm Hương Huệ sinh năm 1981, Phạm Văn Thu sinh năm 1972, Phạm Ngọc Thanh sinh năm 1981. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét với 6 bị can Đỗ Văn Vĩnh, Lương Văn Tiến, Ngụy Văn Thủy, Đàm Hương Huệ, Phạm Văn Thu và Phạm Ngọc Thanh. Ngày 10 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét với bị can Đỗ Văn Vĩnh, Lương Văn Tiến, Ngụy Văn Thủy, Đàm Hương Huệ, Phạm Văn Thu, Phạm Ngọc Thanh. Đồng thời tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can với Ngụy Quang Thuyên, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ một số tài liệu và đồ vật liên quan đến vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để có những biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.